nhà các chị được xem chương trình Rung Chuông Vàng chưa? Chia sẻ cho mọi người là hôm nay bộ đội tân binh đến thế này thi Rung Chuông Vàng nhá. Thầy Vũ là chính thảo, chính viên thực tập là trực tiếp là nghiên cứu và cắt cho báo chí. Hình rất là quyết tâm Rung Chuông Vàng đồng chí Quân. Có chú Tám ơi, vô địch luôn. Ok, cố gắng nhá. Báo cáo chí có đủ bảng ghi và phấn chưa? Phấn thì mẻ mỗi đồng chí chỉ một nửa viên thôi. Khán giả cổ vũ nhiệt tình nhá. Cứu trợ. Đồng chí nào thiếu bảng phấn hoặc là giải lao xin giơ tay nào. Con yêu bố mẹ à? Ai kia à? Vâng. Rồi, ok. Xin hỏi các thí sinh của chúng ta rõ rồi chưa chưa? Rõ. Các bạn cổ động viên đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đồng chí cho biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? 10 giây bắt đầu. Chưa đã mà chưa đã mà dơ bảng đâu. Đi xong rồi ốp bảng. Đi xong ốp bảng dấu. Hết giờ bắt đầu lật qua lên nhá. Dấu không không cho ai nhìn. 2 1 Hết giờ. Hết giờ bạn lên. Chậm vào điện thoại nhá. Đồng chí nào không phải đáp án là 26 tháng 3 thì tự động ra ngoài. Các đồng chí sẽ đáp án, đồng chí nào sai thì tự động ra ngoài. Các đồng chí câu hỏi tiếp theo. Tôi chưa đến tuổi thanh niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Câu nói này là của ai? 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Câu này các ông chí trả lời rất xuất sắc, không có ông chí nào sai. Đồng chí hãy cho biết Phó Bí thư Chi đoàn ngày 3 hôm nay là ai? 15 giây bắt đầu. Đăng ký kết hôn của năm là bao nhiêu?
Hồ Chí Minh có tên là gì? 15 giây, bắt đầu! Không có đồng chí nào sai câu này. Rồi mời chị bỏ bảng xuống. Ba sai rồi. Cố gắng nha, cố gắng đồng chí nha, thật tuyệt kiệt nha. Xin mời các đồng chí xuất sắc nhất của buổi hôm nay sẽ lên trên đài sân khấu để thi dự tiết để chọn ra đồng chí nào xuất sắc nhất. Xuất sắc hơn cả, hai đồng chí xuất sắc rồi thì một chú xuất sắc hơn cả. Câu hỏi tiếp theo, môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu? Cờ tướng. Đáp án của chương trình là cờ vua. Rồi, vô đi. Vâng, kính thưa toàn thể đồng chí là vừa rồi thì ta đã kết thúc cái nội dung phần thi dung chuông vàng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì thay mặt ban giám khảo xin nhận xét đánh giá kết quả của các thí sinh. Thì báo cáo chỉ là nội dung các câu hỏi chúng tôi đưa ra cũng có mức độ từ thấp lên cao và nó bao hàm rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Đấy, mà trong đó tập trung vào cái nội dung mà các đồng chí tìm hiểu đấy, ở trên market đã thấy đúng không ạ, là tìm hiểu ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đấy, và hướng tới đại hội đảng các cấp. Đấy, thì các đồng chí đã hết sức là cố gắng để ôn luyện sau khi có đề cương mà ban tổ chức đã phát cho. Và vừa rồi thì có rất nhiều các đồng chí thí sinh xuất sắc, đặc biệt là hai thí sinh cuối cùng đều xứng đáng nhận được phần thưởng của ban tổ chức. Đấy, nhưng mà bó đũa chọn cột cờ đúng không ạ, và sau những cái màn tranh đấu hết sức là quyết liệt và dai dẳng, đến thời điểm cuối cùng thì chúng ta đã cùng nhau để chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thì sau đây thay mặt ban tổ chức xin mời thí sinh xuất sắc vừa rồi thì sẽ bước lên sân khấu để ban tổ chức tiến hành trao giải. Xin mời đồng chí.